Hân hoan chào mừng toàn thể vị khán giả đang đến với chương trình giao lưu hát với cho tại sân khấu Hồng Tử ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép gửi lên thay mặt những người thực hiện chương trình được gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể vị, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lành mạnh vào mỗi tối thứ năm và thứ bảy hàng tuần tại sân khấu Hồng Tử lại được sáng đèn để phục vụ toàn thể quý vị khán giả xa gần và quý vị yêu thích chương trình đam mê hát với nhau ở những bản tình khúc bolero khiêu vũ và dòng cổ cải lương. Quý vị có thể đến với sân chơi trải nghiệm cùng với Hồng Tử. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể vị rất là nhiều. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay, Diễm Lê xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Hà Phương sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Trương Khải Minh, ca khúc được mang tên Xin Đừng Làm Nhau Đau. Xin mời vị cùng thưởng thức. Thank you.
chia sẻ ngọt ngào.